đọc sách ấy là đứng trên vai của người khổng lồ, nên là những người thông minh ấy, ai người ta cũng đọc sách ấy. Ai cũng thói quen đọc sách hết các em ạ, nhé. Lưu ý, đọc sách là đứng trên vai người khổng lồ. Một cái ông giáo sư cả đời ông ấy đúc rút được mỗi cuốn sách. Thế tôi bây giờ tôi đọc luôn cái cuốn đấy là tôi học được hết kinh nghiệm kiến thức của cả đời ông đấy. Nhá, hay là tôi phải đi cả đời thì tôi mới được cái kiến thức đấy, thì tôi đã sai lầm, tôi đã chết từ lâu rồi. Lưu ý, đọc sách là đứng trên vai người khổng lồ. Các em thử xem lại mình có thói quen đọc sách không các em? Em xem lại đi. Xem lại trong tháng này các em đọc mấy quyển sách. Nhá. Nghe thầy. Phải có thói quen đọc sách. Sau này con cái các em thế nhá, yêu quý sách. Đấy, nó thành tình yêu đấy các em ạ. Thầy có khoảng 20 năm nhá, không dưới 20 năm đâu, ăn ngủ trên sách. Tôi ngày xưa ngủ gối đầu trên sách, nên nằm toàn sách, đầu giường sách, cuối giường sách, cả nhà không có cái gì ngoài sách cả. Kể cả bây giờ trong phòng của tôi đảm bảo với các bạn, nhiều nhất là sách, sách phải chiếm đến 99% nhé các bạn nhé. Vơ đâu sách, bạn tin tôi, ngồi tôi vơ một lúc chỗ nào cũng thấy sách mà các bạn này. Đây là quyển sách của thầy, không nói làm gì nhé. Đây là quyển sách, sách nào cũng có, sách toán đủ các thứ sách trên đời này nhé. Đấy, sách nguyện đề có, đây. Thậm chí là sách đề mấy năm trước cũng có, sách vật lý cũng có nhé. Thấy vật lý 12 không? Đấy, sách gì tôi cũng có luôn. Tôi có hàng vạn quyển sách khác nhau các bạn ạ. Đấy, có những quyển sách khổng lồ luôn đây, siêu to, siêu khổng lồ. Đây, cho các em xem cuốn này 3.000 trang các em nhé, cuốn này 3.000 trang. Về giá bây giờ nó cũng khá là đắt đấy nhé, đọc tiền giấy nó cũng nhiều lắm. Cuốn này thầy đọc cách đây gọi là hơn chục năm, tôi đọc hết cái cuốn này lâu rồi, bìa nó đã hỏng hết rồi như này. Đấy, cổ sẽ cổ đấy.